thầy cho mình còn nghe. Hồi xưa giờ chú có nghe không? Là nghe danh tiếng là khắp xứ chân bà sơ của tôi, bà sanh cho cọp. Bà Ngọc Quỳnh Trân xin mến chào quý bà cô bác anh chị em. Thì hôm nay Quỳnh Trân cùng với anh Mục Đồng và anh Cao Hớn có đi đến đây được một cái cô chia sẻ về những cái mẫu chuyện xung quanh một cái giếng, cái kêu được gọi là cái giếng có nhiều rất là nhiều dòng hồn xung quanh đó, đúng không vậy? Và một câu chuyện hết sức là thú vị về một cái cụ bà đã đẻ cho một cái ông cọp. Vậy thì cái câu chuyện như thế nào thì Quỳnh Trân mời bà con mình cùng với hai anh em đi vào bên trong để nghe cô này chỗ tường thuật lại cái mẫu chuyện hôm nay. Cha mẹ sanh ở đây nè, đất là của ông bà ở đây mà, đất ông bà hồi xưa giờ ở đây. Dạ. Yeah. Đất ông nội, đó đất đây của ông nội đó bị gì? Nó có một cái sớm như cái bùm mà đó, cái nó bồ cò, ta lại hỏi cái kia để cho nó ngay cái đất mình luôn, để cho nó thẳng cái đường á, thì đó mình đã biết nó đó. Cái vàng này vàng gì à cô sáu? Vàng cây này cái gì á? Đậu rồng. Dạ. Ôi dạ. Ôi rồi, nghe nó đâm. Cẩn thận nha anh em. Ôi. Bây giờ trống rồi nè. Này có cái ngôi miếu này, cô Sáu có thể cho con biết thêm về cái ngôi miếu này không? Cái miếu này á là theo cái danh thờ là cũng hồi xưa hồi cửa giờ lâu lắm rồi đó, bằng cây. Dạ. Sao lại mới cắt lại bằng tường, nhỏ em nó cắt nó xây lại. Hiện tại thì con thấy có ông Địa, ông Thần Tài trong đó. Miếu là của một thần mà ổng là người dân tộc á. Dạ. Là có câu chuyện nào liên quan gì ngôi miếu này không? Cô Sáu có thể chia sẻ cho mấy con chút xíu được không cô Sáu? Đâu có miếu ngay cái danh vậy đó. Thì thờ ngay cái danh hoài mà. Linh ngang. Dạ. Người con cần là những cái câu chuyện linh thiêng á. Cái người lạ, hồi đó có cái giếng ở đây thấy không? Ai mà đi lại đây gánh nước đi ngang đây là bị ông vợ đó. Ôi. Ông vợ đó. Rồi đem lỡ mất cúng chuối không á. Cúng chuối là hết, bị ổng người dân tộc. Dạ. Bởi vì người lạ lạ rồi không dám cho lại đây. Với mấy đứa con nít đồ đó xây rồi đó có cái đường đi ngoài đó đó, cái xây cái mặt ổng ra ngoài đường, cái bà mẹ mới nói thôi ra ngoài đường ổng dòm tao hoài đưa ổng xuống cái hàng. Dòm ra ngoài đồng. Đưa ổng xuống cái giường nè, không cho ổng dòm ra đường, mỗi lần có đường đi ở ngoài nghe nha. Dòm là mấy người đó đi ngang là bị quả là con nhỏ đi. Cháu hen nó okay. Con nó cũng còn nhỏ, cái nó đi mai rồi đó, hồi đó đâu phải vừa sầm phức vậy, cái đường đi ngay đây cơ mà. Dạ. Cái đi mai cái nằm con nó đi ngang. Ngang cái ông vỡ hoài đi chích thuốc hoài không hết, tới chừng cái thằng cha con nhỏ đó đó cái chạy qua mượn mẹ tôi á, bà ba bà gia bà giá giùm con coi, uống thuốc hoài không có hết, cái miễu này nè ông vỡ. Giờ bắt đầu cái bà gia bà giá cúng con nãy chuối hết, tới sau đi ngang lấy cái nón che mặt con nó không nữa. Phải giấu cái mặt đó. Ừ, cái miễu này nè, bởi người lạ đồ nít đồ nó ra đây chơi giỡn đâu cho, ở đây bị hoài, giá này chuối hết à. Miễu ông thổ thần. Ừ, chứ không có gì giá nữa chuối thì hết đi ẩm người dân tộc. Dạ. Mình đây ra tới cái giếng nước có xa không cô Sóc? Căng quần lên nha. Mấy nhà bìa khác người che á. Dạ. Coi chừng nước hành khác. Ở đây nè. Căng quần lên. Ờ. Dạ, đó nậu, nậu chứ nè. Nậu lên cái gì ăn hoài. Vậy là cái giếng nước hiện tại còn phần đất của người ta hả cô Sóc? Hay vô mãi vậy đó. Vì là ma ở đây dữ lắm luôn. Tại ca tự tiện mình ôm giáp đau bự lắm cho trên núi chuyện đời này. Đất quên ba la trên đó đó. Tại trên gò đó đó. Rồi tôi xài bự dữ lắm ai cũng sợ cho nó. Nó là ông nội bà nội kia mới xuống tôi đó. Thành đó đó. Ờ vậy là cái thuộc vào phần đất người ta hả cô? Ừ. Vậy mình đâu có thấy cái giếng đâu hả? Thôi vậy mình đứng đây cũng được thôi. Đứng đây mát rồi cô. Okay, mình đi gò trên đây nè. Sửa giờ đất của ông nậu tôi là vậy đó. Tùm lum vậy nè. Dạ cô Sáu ơi, con có thể con mời cô Sáu lên cái gò này mình đứng xuống. Ok ạ. Ủa thay đất lại vậy luôn hả sao? Ừ, nó thay cái giếng vô trong luôn đó. Vậy là cái giếng nằm trong phần đất nhà của người ta rồi. Rồi. À, bán cái miếng đất đó lâu chưa cô Sáu? Bán cũng mấy năm nay rồi. Dạ. Nó nằm đây nè. Dạ vậy cái điều mà cái giếng đó xảy ra như thế nào mà lại nghe anh Hải nói là rất là kỳ bí và nhiều cái câu chuyện mà có vong vậy đó là sao cô Sáu? Cái giếng này hồi xưa hồi sửa đó nghe mình kể đó cũng hai ba người té ở dưới lặn chứ không phải không, đợi nước thắng chăn nước á. Giờ bắt đầu người ta đi rồi đó thì nó bằng ở dưới này nè, giờ đi không thấy ban đêm á, giờ cái bước nó lọt ở dưới té bể đầu hoài á. Thì sao có mới xây lên cũng cao như vậy. Cao là về cái chừng hòa bình rồi nè, im mái rồi á, mấy hùng nhau người bịch xi măng xây lên cao lên luôn.
lên cao tới bụng mình. Rồi những cái vong hồn mà xuất hiện ngay cái giếng là sao cô sao? Mình nói cái vong hồn mà đó đang sợ lắm. Là cái giường tre này. Cái giường tre này là của ông chú ra mà đó đó, trên cái gò đó đó, trên cái gò mấy cái nhà đó đó là xài dữ lắm. Xài với đủng đỉnh đồ này kia, giường chuối đủng đỉnh. Với xài tượng, xài cây sạn cao mình ôm cái giác đâu. Mình ra có ma, có sợ. Với hồi đó đó hồi chào mà cách mạng này, ổng nó đi lên đó, đi lên đó treo cờ. Nên cái xài quỷ đó treo cờ. Treo trên đọt xài á hả cô? Đọt xài á. Treo cờ là sao cô? Con không gần. Mấy ông cách mạng rồi đó đó. À. Có là có cô Tư có lần nào cô Tư gặp mà những cái vong linh đó mà đi vòng vòng ở đây chưa? Không. Sao không có sợ ma? Nào thì sao không có sợ ma? Sao không có biết? Không người ta gặp ma, nhiều. Ta gặp chứ còn sao có nặng con vía luôn. Vậy là cô Sáu nặng con vía à? Ừ, không có ma. Còn ta đi đợi nước á, người ta nói người ta gặp hoài. À, gặp lửa, gặp người xuất hiện gì tùm lum chứ sao đâu có thấy. Nặng con vía lắm mới thấy. Trời ơi 1 2 giờ khuya ta còn xuống đây ta gánh nước quạng mình lên tao. Vậy là lúc trước cái giếng nước đó là cái khu vực này không có nhà cửa gì hết hả cô Sáu? Không có nhà cửa hết trơn mà hồi về mà cách nhà ở đây rồi thì cũng có xài có một cái giếng này, không có giếng nào nữa chứ, tập trung giếng này không đó. Rồi cô Sáu là nói là mấy người ta té xuống dưới đó và lúc đó là mấy người đó có bị chết gì không cô Sáu? Không có chết, té bể đầu mà chứ không có chết. Đó có cái bà cụ trên kia bà xuống có bà không đợi nước cái treo cái đèn ở trong bụi tre, cái giếng thì có bụi tre sát bên. Cái treo đèn leo lét bắt đầu có thấy đường lọt xuống dưới bể đầu vớt lên. Còn thằng kia cũng nhỏ nhỏ rồi đó, cũng còn nhỏ nhỏ con trai ấy, nhà trên này nè nước cũng còn cạn cạn chứ không sâu, xuống chồm chồm với cho cắm đầu với nhờ người ta thấy thì vớt lên thôi cũng chết chứ. Dạ. Còn cô Sáu ơi, như cái vườn tre này nè, ngày xưa á có những người mà gặp về những cái vong mà nó nhát đó là sao tại cái khu vườn tre này cô Sáu? Tre này với qua phía bên cái mái nhà đó thì có cây xài bự lắm, xài tượng bự lắm, người ta đi ngang người ta sợ. Bây giờ đó cái đường đi ngang chỗ cái giếng nè, yeah. Đi ra đây đi ngang ra cái giếng nhân hưng không à. Tre này thì hồi xưa sửa giờ cái gì của ông nội mà, yeah. Hồi xưa giờ đó ông nội hồi xưa giờ. Vậy nghe cô Sáu mà truyền tải những cho mấy anh em mình nghe những cái thông tin hồi nãy giờ thì con đoán được là cái vị trí nơi này ngày lúc trước thì rất là nhiều cái vong hồn thời chiến tranh. Với thứ hai nữa là đặc biệt là có cái ngôi miếu ông Thổ Thần này rất là linh thiêng. Có cái miếu đó. Miếu. Đường đi ngay đó ai dám đi đâu. Ông quở dữ lắm chị, ông dân tộc. Bà Mụ Đẻ nữa. À cái đứa em nó nói bà Mụ Đẻ là sao cô? Mụ Đẻ kể nữa đi ông già dạ, nữa. Dạ dạ kể giùm con đi cho mà sẵn đây cho mấy con nghe. Mụ Đẻ hồi xưa giờ chú có nghe không, là nghe danh tiếng là khắp xứ chân bà sơ của tôi bả sanh cho cọp. Dạ làm sao cũng câu chuyện bà thật sự luôn. Cho cọp. Đó giờ bây giờ cái lấy cốt bả đem về hôm kia chôn rồi là còn cái lỗ ngay trước cửa nhà của thằng nhỏ cháu tôi ngay cây trứng cá đó. Cái lỗ còn đó. Bà sơ của tôi là bà cố của ba tôi. Dạ. Đó bà sanh cho cọp biết không, để kể ở đó nhà thì ngay cái nhà của nhỏ em tôi đây, xây cửa xuống đây nè, giờ đó là bà nọ bà sơ á bà đi ra bà đái biết không, giờ cái ông cọp trên rừng ở đâu á, giờ cái bà cụp cá bà đau bụng gì đó bà đi xuống cũng xuống, mà bà này bà làm mụ là bà sơ, bà làm mụ là danh tiếng làm mụ truyền ngôi đó nghe, giờ cái đi ra đi đái cái cổng bà sơ đi mất tiêu. Ở nhà ông sơ rồi trong nhà con cháu nó chuyến này là bà sơ bị cọp bắt cổng đi là xé xác rồi đâu còn sống nữa. Dạ. 3 ngày chở bà về. Cổng chở bà về cái bà mới kể bà nói trời ơi tưởng đâu là tao chết rồi đi lên chảnh hả bà sơ bà kể nghe là con cọp cái nó đau bụng nó lăn lộn dữ lắm luôn. Giờ cái bà sanh cho cọp rồi cái bà đi về ổng đưa ông cọp được ổng đưa về ổng bỏ ngay sanh cho bà vô bà mới kể. Cái qua 3 ngày sau là đem móc họng con heo bự dữ lắm luôn, đem là giục ngay sân luôn, ta đền ơn. Ông cọp đền ơn con heo á. Con heo gần luôn. Nguyên con heo bự lắm. Là hồi xưa là ông nội tôi được kể lại đó nghe. Là bà sơ của cô Sáu. Bà sơ. Tính ra là mấy trăm năm rồi. Lâu lắm, mấy trăm luôn rồi. Dạ. Yeah. Không cái thời sơ đó mấy trăm năm về trước thì con mấy cái câu chuyện mà ông Hổ đền ơn với ông Hổ mà nhờ giả là con cũng nghe một vài câu cái chuyện này. Nghe. Tôi đi xa đấy tôi cũng nghe người ta kể nó ở An Giang có bà đó sanh cọp đó, tôi nói chợ bà sơ tôi đó là bà sơ của cô Sáu. Dạ yeah. Con cũng nghe mà con không hiểu mà hôm nay mới chứng kiến được là ở đây là cháu của ba tôi là bà sơ
mà sao nó biết mà lại nó cổng mình đi luôn á. Ừ, tại vì cọp nó đi ra bà đái giấc kia đó. Cái ở nhà nói rồi chứ này bà Sơ bị cọp ăn rồi chứ còn đâu. Ba ngày chở bà về bà mới kể, dục bà ngoài sân đó bà vô nhà bà mới kể. Lên trên rừng trên núi ở đâu xa lắm. Giờ cái bà cọp bà đau bụng quá trời đi, bà lăn lộn như thế. Cái bà mới giái, bà Sơ bà mới giái, bà sanh xong rồi cái đưa bà về đó. Giờ ba ngày sau, móc họng con heo bự dữ lắm luôn, đem dục ngay sân luôn. Ồ, bà kể đó. Trả ơn bằng ừ. Con heo rừng. Vì sao lỡ là có bà hai mình nấu ngâu là bà nội của bà Ngang đó, làm thầy đó, làm mụ đó, mụ y đó. Vậy đó hả? Nấu ngâu bà Sơ đó, là bà mụ y đó. Mình sao nó biết mình tự nhiên nó cổng mà bả cũng gan, bả chịu đi theo. Thánh thần chứ la gì được, trong nhà đi ra bả cũng đâu biết đâu. Bả hồi xưa bả già dữ lắm, bả lụm cụm á. Bả là mụ mà hồi xưa bả già lắm, bả còn trẻ đâu. Ô, già cái việc mà ông hổ mà tại sao lại biết bà này là làm mụ. Mà lại rước đi mới là hay á. Đúng rồi. Thì sao rồi. Bao nhiêu người không cổng đi cổng. Đúng rồi. Ông bà Sơ nằm nơi, ông Sơ nằm nơi rồi sao dưới nhà ông lọ đồ mượn hút từng đồ lên giá lấy cốt hết trơn, hai ông bà về nằm chung ngoài Nhân Hưng mới. Một lần ông Sơ thì nằm dưới này, bà Sơ nằm trước cửa mình đó. Rồi đi bao lâu mới về sao? Hả? Cổng vậy đi bao lâu về? 3 ngày. Bà có về bà nói ăn. Thì bà kể vậy không? Đó, bà kể. Ăn uống trong vòng 3 ngày. Biết đâu mà đó. Nghe ông nội đồ này kia hồi xưa ta kể lại đó. Nói bà đau bụng quá trời, bà la, bà lăn lộn rồi bà mới giái. Tức là trong 3 ngày mà anh hỏi nói sao mà bà Sơ đó để có cái thức ăn để ăn uống đó ha. Đúng rồi. Theo em nghĩ thì ông hổ sẽ kiếm trái cây hoặc này kia cho bà ăn thôi. Không nghe kể đó. Còn về là thả bà trong nhà, bà vô bà kể trong nhà đó. Rồi 3 ngày sau đó, mới móc họng con heo đem lại dục ngay trước cửa nhà đền ơn cho bà đó. Bà Sơ mình. Dạ, vậy câu chuyện rất là hay luôn. Câu chuyện là lần đầu tiên con mới nghe luôn đó. Và cái khu cho cọp đó. Dạ. Và cái khu này nè thì lúc đó thì anh Hải đã nói cho con trước rồi, quá trời nhiều vong hồn mà xuất hiện để bà con bắt sợ. Thì cô Sáu ở đây nè, thì cô Sáu lúc đó là không sợ gì chân luôn hả? Không, Sáu không sợ chứ. Trời, bà ngoại đó còn gan nữa. Dùng cách mạng mà, trời ơi tôi là đi dình vú gì đâu, tôi cũng đi chứ tôi đâu có sợ. Có bà má thì bà nhát lắm. Có bà mẹ thằng này nè, hôm ai chết tới gần nhà rồi là bà chùm mền không, bà không dám đi ra ngoài cái đái nữa. Dạ. Bà sợ dữ lắm luôn, còn tôi không có biết sợ bị gì đó, mình cũng theo dùng cách mạng rồi mình đi liên hệ hoạt động rồi tôi đi tùm lum chứ tôi đâu có sợ. Chứ mà chỉ thứ hai tôi là mẹ thằng này, sợ dữ. Dạ. Mà cái giường tre này nè cô Sáu con thấy là 3-4 bụi tre rất là to và lớn và nó trời ơi, nó trắng mà trắng này ngã trơn chứ không thôi nó dữ lắm luôn. Với bây giờ nè biết sao, đụng đỉnh á, mỗi lần đụng đỉnh cao, đụng đỉnh cây nào có nói cao cao không, người ta chặt người ta làm thuốc. Giờ có người á thì lấy củ lấy đồ giết nó chết chứ. Đụng đỉnh nhìn dữ lắm luôn. Mấy trẻ này có cần gì xài mình xuống mà chặt mà xài. Nhưng mà con là một người lạ mà kêu con đi vô trong đó để chặt bụi tre con không dám đi đâu. Tại vì cái không khí mà mình nhìn thấy nó u ám á. Mình không sợ gì, sợ vắng vít thôi. Dạ. Vắng kể như vậy là chắc rất là nhiều bà con mà đã bị hành tại ngôi miếu này quá. Giỡn là cái bà hành nóng. Mình kia đi coi thầy ra là bị ấm thông đó. Dạ. Giờ mua nó chứ, lại vắng tới hết à. Ông cắt cỏ bị nữa. Mới đây hay gì cô Tơ sao? Mới đây nè, ông cắt cỏ mới trên đây nè. Dạ, má tôi mới cắt cỏ đây nè. Đưa xuống đây cho ông dòm chứ này đi. Rồi. Biết đâu năm 41 rồi đi qua bà chính năng thôi chứ cũng nghe về cũng hết đó. Mơ gì đó. Thấy tầm thường chứ ổng cũng khó khăn lắm đó. Mấy con xin phép tình cờ đi ngang thôi chứ không có mạo phạm gì hết á. Ông ơi. Vậy mình đi vào thì Quỳnh Tân cũng xin phép đưa cái video của mình ra đây thưa quý bà con. Thì sớm cô Sáu có kể là cái bên cái góc này nó có một cái giếng rất là linh thiêng thưa quý vị. Thì câu chuyện của cô Sáu kể lại thì rất là huyền bí, thì bà con mình nghe qua thì cũng biết được cái sự tâm linh linh đứng ở những cái nơi này nó rất là đặc biệt thưa bà con. Thì ở nơi đây thì cũng có một cái ngôi miếu, thì hồi sớm cô Sáu cũng có kể, thì hôm nay con đến đây cũng không có ý điều chi mà phạm đến ông, cũng xin ghi hình lại thôi chia sẻ bà con, thì xin ông cũng gia hội cho con. Thì Quỳnh Tân cũng cho phép ngưng video mình ra đây luôn bà con ơi. Quỳnh Tân hẹn bà con mình ở một cái video kế tiếp ạ.